Thưa quý vị, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, có tới gần 50% các vụ tai nạn giao thông trong độ tuổi từ 16 cho đến 18 tuổi. Trong số những người bị xử lý vi phạm, có khoảng 60% là học sinh không có giấy phép lái xe khi điều khiển xe mô tô, xe máy trên 50 phân khối. Mặc dù nhà trường và các cơ quan chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm, nhưng tình trạng này vẫn thường xuyên diễn ra. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trong giờ học, trên đường Tiên Sơn 1, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, phía sau cổng ra vào của một trường trung học phổ thông, mô tô, xe máy gửi kín dọc vỉa hè. Dưới lòng đường được người dân trông coi có thu phí. Bên trong trường, lực lượng bảo vệ chỉ nhận trông giữ xe đạp, xe máy điện nên học sinh đi mô tô, xe máy đến trường thường gửi bên ngoài để nhà trường không kiểm tra phát hiện. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người phải đủ 18 tuổi trở lên mới đủ điều kiện cấp giấy phép lái xe. Còn từ 16 đến 18 tuổi thì chỉ được đi xe dưới 50 phân khối. Thế nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thì các em học sinh viện nhiều lý do đột xuất. Mấy bữa nay đang đi xe điện, nên mà đi xe điện hư, mẹ con kìa đi hết nhà rồi, nên lái xe của mẹ anh đi, xe điện đang sửa kìa. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong trường học, ngay từ đầu năm, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đã triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Chỉ đạo các trường học phối hợp với công an địa phương, tuyên truyền luật giao thông đường bộ, giáo dục kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe máy điện, xe đạp điện khi tham gia giao thông. Tổ chức cho phụ huynh ký cam kết không giao mô tô, xe máy khi các em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép đến trường, nhưng học sinh vẫn vi phạm. Từ sau khi mà học sinh trở lại trường học trực tiếp, qua theo dõi thì cái tình trạng học sinh mà đi xe máy không đúng quy định đến trường đi học, gửi xe ở các nhà dân lân cận vẫn còn xảy ra. Thì những cái trường hợp mà học sinh vi phạm về an toàn giao thông thì sẽ xử lý theo những cái thông tư quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo về đánh giá xếp loại học sinh. Cái việc mà học sinh đi xe máy đến trường là cái giải pháp mà phối hợp với gia đình để học gia đình không đưa xe cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa đảm bảo các điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông trên 49 phân khối, thì cái giải pháp mà phối hợp với gia đình là giải pháp hữu hiệu nhất. Để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông có liên quan đến độ tuổi học sinh, sinh viên, Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo công an từ quận đến phường nghiêm cấm các hộ dân không giữ xe của học sinh trên 50 phân khối, tăng cường xử lý, thu giữ phương tiện, xử phạt phụ huynh học sinh giao xe cho người điều khiển chưa có giấy phép lái xe và gửi danh sách học sinh vi phạm về nhà trường để răn đe giáo dục. Thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã ra quân nhiều đợt tấn công và đã xử lý vi phạm giao thông, và đặc biệt chúng tôi là có các biện pháp xử lý là xử lý phụ huynh những người giao xe cho các em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn đến trường để là vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, và chúng tôi đã cho các em là cam kết và gửi những cam kết đó về nhà trường để nhà trường có việc phối hợp và tuyên truyền hướng dẫn trong các em trong thời gian đấy. Trong cái việc là nhiều em vi phạm tái diễn nhiều lần thì chúng tôi là còn lưu lại hồ sơ và sẽ xử lý, nếu ví dụ vi phạm tái diễn thì chúng tôi sẽ gửi thông báo về trường và buộc nhà trường phải đình chỉ học tập trong thời gian theo quy định của nhà trường. Thiết nghĩ để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trong độ tuổi thanh thiếu niên, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường không giao mô tô, xe máy trên 50 phân khối cho các em điều khiển khi chưa đủ tuổi quy định. Đồng thời, nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, trực quan để các em có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc chấp hành luật giao thông, phòng tránh những hậu quả khó lường.